trời. Alo, chơi đi nha, đi cho con bú đã. Anh em cho kèo tặng sao hay là kèo tặng sao đi anh em là tặng sao cho cái kèo chơi coi. Game đặt này game này nữa xong rồi tôi đổi đặt vàng lên. Tôi mới nhận được cái đặt vàng lên kim cương. Thôi lên nấu vàng né được một chiêu nữa là hai chiêu không ngon đâu. Không ngon đâu, ông thấy nó ngon chứ thật ra nó không ngon đâu, tại vì nó thừa lắm. Ông lên cái đó kiểu như nó bị phung phí lắm á. Mình phải cái con CP đâu có lên, đâu có lên nó đâu có ngon đâu. Những cái con nào lên được thôi. Tại vì cái món đó là cái món dành cho mấy con mà sát thủ nó lao vô nó né chiêu á, chứ mình đánh đứng xa mà. Còn mình bị ăn skill là do mình gọi là mình ngu thôi chứ mình đâu có lao vô được. Nên là lên cái đó nó không ngon đâu. Ông thấy theo ông thấy nó ngon thôi. Chứ tôi là tôi không thấy nó ngon chỗ nào chứ. Tại vì con Di lên ngon nè. Con Di lên nó còn chạy vô nó né skill được. Chứ mình đứng làm sao, mình có e rồi mình lên chi. Chứ lại tem nó có cái chói con lắc chứ mấy. À cục W con này đúng không? Cái xấu thì mình không có sợ. Mình rất nhiệt tình không? Mình bình thường mình đi rừng mấy ông. Rồi. Lên. Nói nhiều. Thằng sao vô đi chung luôn và đừng đi danh đó. Đừng mình đi bên dưới luôn. Sợ gì nó? Cái này. Chơi khô máu thì nó sợ chứ. Đây là bộ 2, chó chết. Đây là bộ 1, thằng chó ấy đó trời. Chấp đi. Đánh phụ cái con, đánh cái con. Cái con này nè, Ashiva. Rồi mất hết luôn rồi. Đây, con này không mất. Cái con cần đánh thì không chịu đánh. Cái con không cần đánh thì đánh. Đánh tùm lum cả la. Cái con kia nó gần hết máu thì cô đánh con gái là ăn được rồi. Cô đánh con đầy máu vậy. Nổ con xe nha. Chưa? Con nào lỗ máu không? Nè, đỏ luôn nè. À, cái này đỏ không được. Ít là mình không có nhau. Ít là đã phải qua đường đâu. Nó chuẩn bị xuống đây á. Trời ơi trời. Nó nào. Nó tức quá nó bắn. Bắn hụt luôn, tức quá bắn hụt luôn. Con nào rỉa ghê hơn, mình có mất máu mà. Honor is the rust of dogfight. Còn quay đâu
xe luôn nhở. Nó hai thằng nó tóc biến nó giết mình. Anh đùng. Được quá nhờ. Vậy là lãi hay lỗ ta? Ăn lời đó. Lãi nó hết spell luôn á. Nó hai thằng tóc biến luôn á. Coi được cái hỗ trợ kìa. Bót hết. Heroes go hungry. Hai cái tóc biến, một cái thiêu đốt. Pha nó không chết đâu nha, pha nó lại không chết đâu. Con lắc cái thiêu đốt á. Nó đánh thường không đủ đạn, nó thiêu đốt luôn anh chứ. Chơi gục chút rồi. Nó đang rồng nữa. Tắt. Kali mình binh ra rồi, mà bứng có mít ông biến về. Lại hồn. Rồi đánh nhau xong ông mới chạy ra. Nó này như ông chơi không đi map thì sao? Get paid and get out. May là mình ra kịp á, không ra kịp phải đốt gì. Or whatever works at the time. Đau chưa? Ăn hộp của mấy con này nha. Ôm ăn được con nào luôn đi. Đừng có đánh chị chết chứ. I'll fight for a cause. I won't die for one. Ăn được con xe không? Shut down. Xong rồi. Đẩy quá chỗ này mình thọt chết mình đó nha. Đáng lẽ đừng có farm pha đó. Đừng có farm. Đẩy gì là mất hết đống này luôn. Kệ. Giờ gặp AD khác nó chửi nó không phải giỡn đâu, thiệt. Chỉ là đẩy vô chỗ này bị AD bị chọt á. Nó AD cuối cùng AD nó không. Rõ ràng mình farm sao mà cứ lát hết đi. Không biết là cái lát hết thôi, hồi đẩy thì kiếp đó thiển ngục vô còn gì nữa. Thiển ngục trong lum tà le luôn. gặp thằng AD khác nó farm không được nó chửi chứ, thiệt mà. Ai chửi cả. Trời ơi, lấy hồn chứ không ăn Kali giống nguy hụt kìa. Rồi chết không rồi. Ủa hình thế. Nè nó chói chết nè. Ờ nó có heal rồi, nó có heal rồi. Quả này là nó có heal nè, nó có thiêu đốt nè nha. Quả thiêu đốt. Nó có heal luôn. Mình hết heal. Mình lỗ nó thì bê rồi đó. Hôm nay ra tiếng ngục lại, chúng ai đây nó thì bánh được. Đỡ cho, hay quá, đỡ cho. Bắt. Rồi giết luôn. Về nha. Cái này 15 mạng có 100.000 đúng không?
Em nào á? Bạn này là cô của tôi em ơi, chứ em nào? Có hai chợ hai hai chồng lỗ hai con rồi. Có hai con rồi, một chồng và hai con rồi. Sắp đẻ đứa thứ ba rồi. Ôi hai cái mắt tím đây luôn. Rồi nó ra nó phá mắt tím của mình luôn. Đầu luôn nó phá được hai cái liền. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi. Những năm tháng yêu nhau xa vời. Nó kìa. La vậy đó mà hai con rồi đó. Còn yêu đời lắm, giống còn yêu đời nhưng mà lấy chồng sớm á. Nhỏ không chơi già đú á. What? Chạy. Đi luôn này. Thôi nó mình chưa có hồi máu đen ghê, một giây nữa có hồi máu à. Tội mồm điêu. Nó bị đốt. Nó bị đốt nè, nó rờ nè. Hai cái rờ. Tội mồm điêu là bị chết. Điêu đâu ta nói sự thật đó. Ta mới 18 tuổi kêu hai con. 18 tuổi mà hai con. 18 thì 81 á. Vừa mới lớn xong kêu người ta hai con. Mít mình đâu? Nhìn đó rồi. Trời con gái xấu nó qua kìa nha. Ê chơi ăn đi, ăn đi. Bên ngoài. Ngại cái gì nhỉ? Ngại gì phải bẩn. An enemy has been slain. Anna. Rampage. Mình giết cái này. Trời ơi. Ngáo thế nhở? Ôi, xe đây. Đừng ở đằng sau kìa. Đen thiệt luôn á. Tệ thế nhờ. Sao không về à? Tôi là dân chơi mà. Sao phải về? Một nó chết hai mình chết chứ. Dừng chơi, mình chơi game mà về anh em. Mình lên bảng đếm số mình về nhỏ nhanh. Nó không có tầm nhìn cái chỗ này pha, nó không có mắt để cắm vô chứ. Có mắt cắm vô là ngon. Mà không có đi ly với chuyện nó rồi, nếu mà pha đâu có đi ly thì ngon. Cái con lắp này có con bài làm hoài à. Thì gậy nha. Chị đó. Chị đây đi. Gì vậy? Rồi. À đây mình giết rồi, mình giết được rồi, mình giết được rồi. Ta lại chen. Nó bị chỗ bắn. Tại vì nó hết đường về rồi.
I'll fight for our cause. I won't die for one. Ném like cho tôi một cái. Thôi mình chết mạng mình ăn hai thằng lời. Con thằng cô canh cấm cấm cái mắt, con mắt ở trong bụi đi. Nãy giờ nó có con bạn nó làm hoài luôn á, nó lắc rồi nè. Wealth is my kind of mắt cấm mắt xanh. Nhưng mà nãy giờ nó có giết tôi một phát, y chang như vậy luôn. Đó, vậy chứ nè, có đỡ. Hay để nhỏ em quá trời. Nó hai cái mạng hỗ trợ luôn. Căng vậy. Tóc biến rồi, nó tóc biến rồi, nó tóc biến rồi. Ôi trời. Đó nó cứ làm mình giật mình. Mình đã già cả rồi. Nó cứ đứng trong bụi đó. Tích tụ luôn hay gì vậy? Cái này tóc biến luôn rồi nè. Con lắc này chết nè. Xem bị giật không á, ai bị giật F5 lại nha. Có ai bị giật coi anh em. Thôi mình đừng gói boss nữa coi, mình AD phải nói mạnh nè. Nói thì mình chết luôn chứ. À nó tiếng quá cái quy vậy đó mạnh. Farm đi, farm đi. Ba mạng nó có là có tiền rồi đúng không? Ủa dưới đó làm gì mà đông vậy? Còn gì nó đâu nè. Ê quánh luôn, quánh luôn. Quánh luôn. Xứng đáng á. Mà cô chết luôn hả? Chết rồi. Thôi mình chết chung cho hạnh phúc. Em nó CC có vẻ hơi nhiều nha. Mình pha đó mình né một chiêu rồi đó mà vẫn bị ăn cái W con cái xấu. Có con này với con này thôi chứ còn con nào nữa. Thì pha đó né được cái chói con lắc rồi đó. Phải ăn cái W con cái xấu. Không sao gì nó vết nó xanh lại.
Rùa ngay đây nó xanh này. Cú phong linh giờ dùng lâu quá, nó hồi lâu quá. Mình ăn ba đòn luôn nè. Nó trên top á, Honor is the rust on a dull blade. Em đâu cũng bị chết nhở? Ôi dã man. Rồi mê trai lang bị chết rồi đúng không? Lang thang đi cắm mắt thôi mà. Mê trai bị chết rồi đúng không? Ôi. Ai mê ai? Mê làm gì á? Mê nào? Ừ, mê làm gì? Gì là BD đó. Ta biết. Hỏi nó kìa, hỏi nó gì có bị BD không? ID nó gì đó. Mời nó chửi to ấy. Cho nó đúng nói to rồi nữa. Heroes go hungry. Cái gì mà ông nghĩ tôi mặc áo trắng và quần đùi đâu phải đâu, quần dài đó, tôi còn chưa thay đồ nữa mà. À chạy được, chạy được, chạy được, chạy được. Chạy nhanh dữ vậy. Chạy như mấy con chó. Get paid and get out. La 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 la. À, em thấy không? Mà có hai con rồi đó mà có hai có một cộng hai con mà tối ngày là lá lá là la. Anh nói thế mà tiếng không lấy được chồng nữa thì nha. Không lấy được chồng gì? Có chồng rồi đồ lấy chồng nữa hả? Quá. Ghê thật. Có chồng mà muốn lấy chồng nữa, không sao một người xứng đáng một người đẹp giá như cô xứng đáng cưới hai người. Ta đây bơm cái tí máu này. Nó chạy qua trụ luôn kìa. Cái ông Nguyễn Nhật nha, tôi không có nói ông thôi nha. Ông vô duyên thì tôi xin phép tôi cấm ông diễn diễn cái fanpage tôi nha. Phải một lần thôi đó. Phải là thế là mình vô duyên thì mình vô duyên một lần thôi. Mà tôi không nói ông đó, tôi không thấy mà tôi không nói nữa. Nghĩ thế là hay. Ghê quá. Cho 15 phút đó. Sao mà một cái găm mình giống vậy nữa thì tôi tiễn ông đi khỏi băng bết tôi luôn. Mục tiêu nhiều khi á nó quan trọng thiệt. Nhưng mà cái đó là ông tôn trọng người ta thì người ta tôn trọng không? Vừa phải thôi, con người với con cặc đâu để nói hoài. Alo. Alo cái gì? Alo cái bô. Chơi đi nha, đi cho con bú đã. Thiệt luôn hả? Thì muốn thế thì như thế luôn. Thôi, hai thôi, con này nó không eo eo eo. Cho cháu bú đi. Ôi cháu chắc mất dậy, chỉ dính đơm cô thôi. Kêu cho bú, kêu đơm đâu mà. Cho bú thử miếng rồi, cho biết mùi sữa mẹ coi. Đi ăn tất niên này. À nhờ quên á.